Rồi, câu C nha các bạn. Tìm tất cả các giá trị nguyên, nha các bạn, của x nguyên là thuộc vào z đó các bạn, là 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 vân vân và vân vân để biểu thức 3b lớn hơn 1. Thì mình đã giải quyết câu A và câu B. Bạn nào chưa biết giải quyết câu A câu B, các bạn comment ở phía dưới giúp Lợi gỡ đường link nha các bạn. Thì mình sẽ có 3b lớn hơn 1 nè. Vậy tương đương b của mình đây, vậy là 3 nhân cho 2 phần 3 trừ căn x lớn hơn 1. Vậy mình sẽ tương đương là 6 phần 3 trừ căn x lớn hơn 1. Được chưa ạ? Rồi, ở đây các bạn có nhiều cách nha, lợi dùng cách 1 trước nè, cách 1 nè. Cách 1 là lợi biện luận nha, do thằng này nè lớn hơn 1. Đúng không ạ? Thì các bạn lại nhớ là kiến thức hồi xưa, muốn phân số mà lớn hơn 1 thì tử phải lớn hơn mẫu. Được chưa? Tử phải lớn hơn mẫu. Và mẫu của mình, ở đây mình lên lớp 9 rồi, tử lớn hơn mẫu chưa giải quyết được vấn đề, và mẫu phải mẫu. Do mẫu tử, các bạn thấy đâu mà tử của mình là số dương thì mẫu của mình cũng phải là số dương. Đó, tử mẫu. Đó, phải xem xét tử mẫu nữa nha. Rồi, vậy cách 1 mình có nè, 6 phần 3 trừ căn x lớn hơn 1. Vậy ta có nè, ta có 6 phải lớn hơn 3 trừ căn x, và 3 trừ căn x phải lớn hơn 0. Tử lớn hơn 0 thì mẫu phải lớn hơn 0. Được chưa? Đó. Vậy ở đây ta sẽ tương đương, ta chuyển với đổi dấu nhân chia cộng, trừ, hoặc các bạn có thể dùng phương pháp thế. Đó, tùy các bạn nha. Thế bởi vì mình đã có x lớn hơn 0 và khác chính nè, các bạn cứ thế vào. Nhưng mà ở đây mình giải từ từ nha. Rồi, ở đây mình viết viết thằng này ra phía trước nha các bạn. Vậy mình sẽ có 3 trừ căn x sẽ nhỏ hơn 6, và 3 trừ căn x lớn hơn 0. Cái ký hiệu này là chữ và nè, nếu bạn nào chưa học đó, cái ký hiệu ngoặc nhọn là chữ và đó các bạn. Rồi, chuyển với đổi dấu đi ạ. Yeah, trừ căn x nhỏ hơn 6 trừ 3 là 3. Tiếp tục hôm nay chuyển qua đây, vậy là trừ căn x lớn hơn trừ 3. Rồi, tiếp tục. Do vấn đề căn x có dấu trừ thì các bạn chỉ cần bỏ dấu trừ, hoặc là các bạn thêm dấu trừ 2 vế, đổi chiều. Vậy là căn x nè, đây thêm dấu trừ nó thành dấu cộng, đổi chiều nè, đây thêm dấu trừ ra dấu trừ. Tiếp tục thêm dấu trừ 2 vế, vậy là căn x và đổi chiều. Được chưa? Vậy từ đó mình sẽ tương đương căn x của mình sẽ lớn hơn trừ 3 và nhỏ hơn 3. Mà mình biết rằng gì à, căn x của mình luôn luôn lớn hơn bằng 0, vậy là căn x phải lớn hơn bằng 0. Nhưng ở đây mình cho x lớn hơn 0 nè, các bạn thấy không ạ? Vậy nó lớn hơn 0 và nhỏ hơn 3. Thì các bạn chọn và mà x thuộc vào số gì à? Số nguyên, nên ta chọn, x bằng không được không ạ? Bằng không thế vào, căn không bằng không, nó không có lớn không, loại vậy là 1 được nè. Tiếp tục 2 được không ạ? 2 được không ạ? Được nè. 3 được không ạ? Được nè. 4 được không ạ? Được. Cứ các bạn thế x vào, căn 4 bằng 2 mà. 5 được nè. 6 được không ạ? 7 được không ạ? 8 được không ạ? 9 được không ạ? Không. 10 được không ạ? Không. Cứ tiếp tục như vậy. Vậy x của mình sẽ là từ 1 đến 8. Đó là cách 1 nha các bạn. Còn cách 2 nè, 6 phần 3 trừ căn x lớn hơn 1. Thì 1 này là sẽ phân tích thành gì ạ? À? 6 phần 3 trừ căn x sẽ, 1 này chính là 6 phần 6. Đúng không ạ? À? Rồi, tử giống nhau chưa ạ? À? Hai phân số này cùng tử nè,
thì ta chỉ cần so sánh mẫu, được chưa? Thì tương đương muốn phân số này lớn hơn phân số này thì mẫu của thằng này 3 trừ căn x phải nhỏ hơn 6, và thằng này phải là số gì à? Số dương nha các bạn, số dương là lớn hơn 0. Được chưa? Rồi tới đây các bạn cũng giải tương tự. Đó, các bạn phải hiểu chỗ này thì các bạn phải giỏi. Được chưa? Còn cách 3 đó là các bạn phải dùng xét dấu. Đó, bảng xét dấu thì cái bảng xét dấu này là lớp 10 phần lớn các bạn mới học. Được chưa?